Xin chào các bạn ở trong một cái series về làm việc với cả GraphQL Thì ở trong video lần trước thì mình đã nói về cái việc là chúng ta làm thế nào để có thể lấy được dữ liệu Từ cái trang web Axie.zone này bằng Power Query Ở trong cái video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách để trích xuất dữ liệu Trong cái trang web này sử dụng Google Apps Script Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như sau Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái trang web trông nó như thế này Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng công cụ là Google Apps Script Ở trong Google Sheet thì chúng ta có thể lấy được những cái stats của, của từng cái nhân vật ở đây Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải mở Google Apps Script của chúng ta ra Chúng ta sẽ có sheet.new Ok Sau đó thì chúng ta sẽ đặt tên cho cái file này là axi.zone đi Rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ mở Google Apps Script ra bằng cách là bấm vào Tools, sau đó chọn Script Editor. Ok. À, chúng ta sẽ đặt tên cho cái project cái Apps Script này là artsy.zone đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải quay trở lại với cả trang web của chúng ta ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì? và một cách quen thuộc thì chúng ta sẽ sử dụng trình duyệt google chrome các bạn có thể sử dụng chrome ở trên mac hay là trên windows cũng được ok bây giờ thì chúng ta sẽ phải bấm chuột phải và chọn inspect vào trong cái trang web này và đây là cái dev tools quen thuộc đối với cả các bạn đã theo dõi một số khóa học cũng như là một số videos của mình về cái chủ đề này Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ phải phóng to cái DevTools này lên để các bạn có thể nhìn rõ hơn được rằng là chúng ta sẽ đi trích xuất dữ liệu ở trong cái trang web này như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải vào DevTools và bây giờ chúng ta sẽ phải vào thẻ Network ở đây. Rồi sau khi vào thẻ Network như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn là Fetch XHR. Bởi vì là cái trang web này nó lốt dữ liệu bằng một cái công nghệ gọi là GraphQL thế nên là chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ bấm vào cái nút refresh ở đây. Đó, thì khi mà chúng ta bấm vào nút refresh như vậy thì các bạn nhìn thấy là có một cái spinner nó quay quay như thế này. Thì thường là những cái trang web mà load dữ liệu gọi uh, là bất đồng bộ đi với cả những cái thành phần HTML trên trang web ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng spinner đó. Thì uh, nếu mà chúng ta bấm chuột phải vào cái trang web bây giờ hiện tại này, bấm vào view page source thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ok ở trong này chỉ có một vài cái đoạn html thôi các bạn không nhìn thấy dữ liệu nó ở đâu cả đó thì đấy là cái vấn đề khi mà chúng ta tiếp cận với cả những cái trang web mà nó lốt dữ liệu bất đồng bộ như vậy có nghĩa là nó sẽ lốt qua một cái api và ở đây thì chúng ta nhìn thấy có cái endpoint là graphql như thế này. Đó, khi mà chúng ta bấm vào GraphQL như thế này và chúng ta bấm vào phần Preview, thì chúng ta có thể thấy đây ở đây và chúng ta nhìn thấy result ở đây là từ 0 cho đến 11, thì tương ứng với cả 12 cái 12 cái thẻ ở đây, thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể lấy được thông tin từ 12 cái thẻ này? thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ bấm chuột phải vào GraphQL, sau đó chúng ta sẽ bấm Copy, rồi chúng ta sẽ chọn Copy SQL. Đó là bình thường ấy thì chúng ta sau khi copy xong thì các bạn có thể sử dụng một cái công cụ tên là Postman trong nó như thế này chúng ta sẽ bấm vào file chọn import sau đó chúng ta sẽ chọn là raw text rồi chúng ta sẽ dán cái cái C URL mà chúng ta vừa mới copy vào và chúng ta sẽ bấm continue rồi chúng ta sẽ bấm import như thế này rồi sau khi bấm import xong thì chúng ta sẽ kiểm tra cái body ở đây thì xem xem là chúng ta nhận được cái gì Thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm sao nhé Chúng ta sẽ thử bấm nút Send Thì các bạn sẽ nhận được lỗi Cái lỗi này là lỗi gì? Syntax Errors Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta sẽ quay trở về với cả cái GraphQL này Chúng ta sẽ bấm chuột phải Copy Copy CURL một lần nữa Sau đó thì chúng ta sẽ phải phân tích một chút Chúng ta sẽ mở một cái Text Editor lên Ở đây thì mình dùng Sublime Text Các bạn có thể dùng À, cái text editor mà bạn mong muốn Và cái phần mà chúng ta quan tâm ở đây là phần nào Phần chúng ta quan tâm ở đây chính là cái phần dòng số 15 Là data raw Ở đây chúng ta sẽ cần phải copy toàn bộ Từ cái dấu ngoặc nhọn Thứ nhất cho tới cái dấu ngoặc nhọn Đóng vào như thế này Và chúng ta sẽ đi sang một cái Thẻ mới và chúng ta sẽ dán vào Đầu tiên là những cái ký tự Mà backslash n ở đây Là cái ký tự xuống dòng Chúng ta sẽ phải bỏ những cái ký tự đó đi Rồi chúng ta sẽ chọn backslash n bấm ctrl c bấm ctrl f sau đó chúng ta sẽ bấm find all như thế này và chúng ta sẽ phải xóa nó đi rồi sau khi xóa xong thì các bạn nhận thấy được rằng là ở một số chỗ thì chúng ta nhìn thấy được rằng là các cái thuộc tính ở đây nó bị dính liền vào với nhau cái điều này là không tốt nó sẽ gây ra lỗi thế nên chúng ta sẽ bấm dấu cách một cái và đơn giản như vậy thôi chúng ta sẽ copy lại nguyên si cái phần dữ liệu ở đây và chúng ta sẽ quay trở về với cả postman À, các bạn lưu ý đây là một cái tutorial nâng cao, thế nên các bạn nào mà chưa biết sử dụng những công cụ này thì có thể uh, tham khảo, có thể tham khảo một số cái khóa học của mình, trong đó có khóa học Python là chúng ta làm việc rất nhiều với cả Postman. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cả Postman, bấm vào thẻ body ở đây và chúng ta sẽ thay cái phần mà các bạn thấy nhìn ở đây là chúng ta sẽ thay cái dữ liệu mà chúng ta vừa mới chỉnh sửa lại một chút. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút send. Và như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy ok, chúng ta có dữ liệu mới ở đây rồi và trông có vẻ như hoạt động. Chúng ta có thể confirm điều này bằng cách là chúng ta nhìn thấy total ở đây là 3362 này. Chúng ta sẽ kiểm tra lại trên trang web này. 3363. Ok. Thì mình không nghĩ không biết là 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 nó lỗi ở đây là lỗi gì nhưng mà mình nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Chúng ta sẽ thử lại vào postman. Bấm send 3360 có nghĩa là tại vì là cái trang web này dữ liệu của nó đang live thế nên là có thể là tại cái thời điểm mà bạn refresh thì nó sẽ ra dữ liệu khác. Cái điều này là hoàn toàn bình thường. Đấy bây giờ mình refresh lại này, mình chờ một chút, 3361 này. Đó. Thì nhưng mà đây không phải vấn đề, bởi vì là vấn đề của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ phải làm như thế nào để mà chúng ta có thể lấy được dữ liệu này ở trong Google App Script. Và bây giờ thì sau khi mà các bạn đã làm cho cái request này nó hoạt động ở trong Postman rồi thì chúng ta sẽ phải sử dụng Postman, chúng ta bấm vào cái cái biểu tượng code ở bên uh, góc bên phải như thế này sau đó chúng ta sẽ chọn vào đây là chúng ta sẽ chọn vào javascript fetch như thế này sau đó chúng ta sẽ copy toàn bộ cái dữ liệu ở đây sau đó chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ quay trở về với cả supply text của chúng ta chúng ta dán vào đây à, nó khá là dài bây giờ chúng ta sẽ chọn ở góc dưới bên phải là thành javascript đi để chúng ta nhìn thấy dễ dàng hơn Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ làm tiếp theo như thế nào Chúng ta sẽ phải làm lại cái biến headers này một chút Cái biến headers này thì chúng ta sẽ làm như sau Chúng ta sẽ cần phải làm cái biến headers này Là chúng ta sẽ phải sửa lại nhé Mình sửa một cái thôi, để xong các bạn sẽ sửa những cái khác tương tự Đầu tiên là chúng ta sẽ phải bỏ cái new headers ở đây đi Rồi, chúng ta sẽ mở ngoặc nhọn Như thế này cái phần đóng hoặc nhọn này thì chúng ta sẽ phải cho xuống Tận phía dưới ở đây Rồi bây giờ với mỗi cái myheaders.append Ở đây thì chúng ta sẽ phải Thay thế hoặc là chúng ta sẽ xóa hết đi Chúng ta sẽ xóa hết đi Ok chúng ta sẽ chọn này Sau đó chúng ta bấm ctrl c ctrl f Sau đó chúng ta sẽ dán vào cái ô chọn ở đây Bởi vì mình dùng sublime text Thế nên mình có một cái chức năng gọi là multiple cursor Có nghĩa là nhiều Ok gọi là nhiều Cái con trỏ chuột của một lúc Mình có thể sửa được như vậy Ok. Sau khi sửa như vậy xong thì mình sẽ phải bấm Ctrl và nút sang phải ở trên bàn phím để mình đưa tất cả những cái con trỏ này về phía cuối dòng như thế này. Các bạn có thể hoàn toàn làm bằng tay được nhưng mà làm bằng tay nó lâu thế nên là mình dùng công cụ, đây là supply text. Rồi chúng ta sẽ xóa đi một cái bởi vì là nó đang là dấu chấm phẩy và chúng ta sẽ cho dấu phẩy vào đây. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy ở giữa này có những cái dấu phẩy này thì các bạn có thể nhìn thấy. Đây là các cái dấu phẩy mà chúng ta sẽ phải lựa chọn các dấu phẩy này và chúng ta sẽ phải thay đổi cái dấu phẩy này thành dấu hai chấm. Thế nên bây giờ mình đang làm chính xác cái điều đó. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái dấu phẩy này thành dấu hai chấm. Ngoài ra thì chúng ta còn quên một chỗ nữa mà chúng ta chưa thay đó chính là cái dấu đóng ngoặc đơn ở đây. Thế nên là mình sẽ phải làm một cái cách là chúng ta sẽ đi đóng ngoặc đơn. Chúng ta sẽ xóa cái đóng ngoặc đơn nó đi bằng tay như thế này. Thực ra là không phải là tất cả cái headers này chúng ta đều cần nhưng mà uh, để mà tiết kiệm thời gian thì mình cứ để toàn bộ ở đây đã. Thì chắc chắn là khi mà vào Google Apps Script thì nó sẽ hoạt động. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ phải đi kiểm tra lại một chút nữa. Chúng ta kiểm tra lại tất cả những cái thuộc tính còn lại xem có ok không rồi cái request options này đã ok rồi không có vấn đề gì nhưng mà cái phần fetch ở đây thì chúng ta sẽ phải viết lại một chút bởi vì là cái fetch app ở trong um, ở trong app script ấy, thì nó sẽ khác một chút nó sẽ không giống như vậy thế nên là chúng ta sẽ cần phải làm như sau chúng ta thay vì dùng chỉ dùng fetch thôi ấy, thì chúng ta sẽ phải viết như sau chúng ta sẽ phải viết là ok chúng ta sẽ đặt cái biến đó là var response thì sẽ bằng là url fetch app fetch như thế này. Còn ba cái dòng ở phía cuối này thì chúng ta sẽ cần phải phải xóa đi. OK. Rồi sau khi mà có response như vậy rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Sau khi mà có response như vậy rồi thì chúng ta sẽ thử một cái là chúng ta sẽ log log của cái response đó ra. Và các bạn lưu ý cái đoạn code này là chúng ta sử dụng trong Google Apps Script nhé. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc là chúng ta sẽ copy toàn bộ cái đoạn code này và chúng ta sẽ trở về với cả cái Google Apps Script của chúng ta ở đây trở về cái project là axi.zone ở đây và bây giờ thì chúng ta sẽ sẽ làm gì chúng ta sẽ đổi cái my function này thành uh, request data như thế này và chúng ta sẽ paste toàn bộ cái đoạn code mà chúng ta vừa mới copy được vào trong này Chúng ta sẽ sửa lại cái lùi vào đầu dòng một chút Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm nút điểm mềm để chúng ta lưu cái project này lại Và chúng ta sẽ chọn hàm Request Data và chúng ta sẽ bấm Run Và lần đầu tiên chạy thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo xin phép chạy của Google Apps Script Và chúng ta sẽ nhìn thấy ngay bây giờ thôi Ok, Review Permissions Sau đó chúng ta sẽ bấm chọn Email mà chúng ta sẽ cho phép chạy Bấm vào Advanced Sau đó chọn Go to Accident Zone Mặc dù là unsafe Rồi chúng ta sẽ bấm Allow to hear Ok uh, Request field Truncate server Post body Missing Did you forget to use Body parser Middleware Ok Mình sẽ phải xem lại một chút ở đây uh, Cái phần um, Ok đây là My Headers này Ở đây là Raw Không có vấn đề gì cả Không có vấn đề gì uh, body là raw. À ok, còn một cái thứ nữa mà chúng ta sẽ phải thay đổi là ở phía bên JavaScript fetch thì trong cái request options này thì nó tên là body, nhưng mà ở trong uh, Google Apps Script sử dụng URL fetch up thì nó có tên là payload. Thế nên chúng ta sẽ phải sửa thành payload và chúng ta sẽ phải lưu cái project này lại và chúng ta sẽ bấm run một lần nữa. Rồi, khi mà chúng ta bấm run xong thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái phần dữ liệu của chúng ta. Đây là cái phần dữ liệu của chúng ta Có thể nhận thấy được rằng là Ok, uh, dữ liệu này nó hơi lớn một chút thôi Thế nên nó bị truncate Có nghĩa là nó bị cắt bớt đi Đó, thì đến cái phần này Thì uh, mình nghĩ là các bạn đã lấy được dữ liệu về rồi Và cái việc tiếp theo là gì? Cái việc tiếp theo sau khi mà các bạn lấy được dữ liệu về Là các bạn sẽ phải xử lý dữ liệu này Rồi uh, các bạn sẽ phải Gọi là chúng ta sẽ phải uh, xử lý dữ liệu này thì cái việc xử lý dữ liệu này thì chúng ta có thể làm ở trong cái khóa học là làm việc năng suất hơn tự động hóa công việc với cả Google Apps Script thì đây là cái cách mà các bạn có thể thực hiện để mà trích xuất được dữ liệu từ cái trang web có sử dụng GraphQL và ngoài ra thì mình còn giới thiệu với các bạn nữa là có một cái trang gọi là SSI e board, cái trang SSI e board này cũng là một cái trang mà sử dụng GraphQL để lấy tất cả những cái dữ liệu này về thì nếu mà các bạn muốn sử dụng kiến thức ở trong cái khóa học này để mà lấy dữ liệu chứng khoán ở trang eBoard thì các bạn có thể sử dụng cái kiến thức này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong nhiều video tiếp theo.